bạn bè bên Lương đang có mặt tại tang lễ này. Con có xin kính chào quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, toàn thể nam nữ tu sĩ, đại biểu các giáo phận, đại biểu các cộng đoàn dòng tu. Chúng ta về đây để cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục của chúng ta. Và chúng ta tin tưởng rằng tất cả những cống hiến của Ngài, tất cả những gì Ngài đã làm cho dân tộc, cho giáo hội và cách riêng cho thành phố Hồ Chí Minh này sẽ trở thành bảo chứng để được Thiên Chúa đón nhận Ngài vào Thiên Quốc. Qua thánh lễ này chúng ta cũng hãy tạ ơn Chúa Quan Phòng đã thu xếp để gìn giữ cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Tổng Giáo phận Sài Gòn có được một cuộc sống ổn định, mặc dù vị chủ chăn đã được Chúa gọi về. Tòa Thánh đã bổ nhiệm một vị giám quản cho Tổng Giáo phận, đó là Đức Cha Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài có thể chèo chống con thuyền Giáo phận Sài Gòn qua bờ bến gập ghềnh để Giáo phận được bảo đảm cuộc sống đức tin cho mọi thành phần dân Chúa. Và thưa cộng đoàn hiện diện, con người nhân vô tập toàn, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô cũng là con người, cho nên Ngài cũng không vượt qua được tất cả những gì mà với tư cách là con người Ngài phải vương vấn. Thế nên qua thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa tẩy xóa tất cả những vương vấn còn tại trong cái hồ sơ cuộc đời của Ngài. Và chúng ta cũng tin rằng Đức Kitô phục sinh sẽ chiếu sáng cuộc đời còn lại của Ngài bên kia cái chết. Và chính chúng ta, nhất là trong tâm tình sám hối của mùa chay thánh này, chúng ta cũng hãy xin Chúa gột rửa chúng ta cho xứng đáng để lời cầu nguyện và thánh lễ của chúng ta dâng hôm nay được Chúa chấp nhận.